Ôi, Chính xác vậy luôn á. xin chào tất cả các bạn nha. Rồi thấy mình Quá cỡ dâu con xinh diều chưa? 2 mét. Lớn mới mà công nhận Nó cái khóa đầu luôn xe à. nó mau tỉnh. Có từ luôn chưa? Nè, trời ơi, nó quán đủ tao mới cắt nữa rồi. Tao bán lại mấy cái bắp tiêu ông nụ. Hiện tại sáng tao mới cắt một trái. Bây giờ tao cắt nữa rồi. Đó. Bây giờ tao không Đó. Có bắt thì bây giờ tao không xin bắt tiền mua màu đúng rồi đúng vậy. Lần quá trời. Sáu bảy con chơi vậy mới đỉnh chứ. Đang đi thời một con ngà 2 mét. Mà giữ quá giữ quá giữ. Kéo phụ kéo phụ kéo phụ kéo phụ. Phụ bên sáu phụ bên sáu. Quắn quá quắn luôn. Trời này gió đem vượt chúa vô không. Con nào nấy thấy rung. Sao đẹp vô trở lại làm cạch đi qua kia xứng à. Thấy là gió mạnh mà thái diều thấy rung mà. Ớn lạnh không? Đây có con gì sao? Phăng xuống chỉnh lèo nha. Ngon, rơi tự do. Máy bay rút giấy luôn. Quá cỡ.
luôn á. Quá trời rối lạnh. Dân thù đều hết luôn nè. Cháo cắt quá đã. Ừ, cái cuồng bự rồi. Sao kéo ra nổi. Quá trời. Còn cướp gì thấy bắt rung. Nó bày quá tốt. Đây một con 2 mét nữa. Quá bự. Kẹt máy không, năng điện đây nè. Chút xíu đi, chút xíu đi, điện không? Rồi điện đi, điện đi. Tắt rồi. Rồi bay đều luôn rồi. Năm con một chùm. Con này 2 mét nha. Con này là bằng con trái tim này á. Hai con này bằng nhau á, 2 mét á.
đó đã do hồn người. Rồi, chuẩn bị tiếp một con nữa. Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem mà nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi, chào tạm biệt nha.